Kết thúc trận cầu đỉnh cao Super Sunday tại vòng 4 Premier League giữa Arsenal và Manchester United, phát biểu sau trận đấu ông Erik ten Hag nói: "Bàn thắng của Alejandro Garnacho không hề việt vị. Các góc quay đã bị sai. Đáng lẽ cũng phải có phạt đền trong pha bóng mà Rasmus Højlund bị kéo ngã trong vòng cấm. Và rõ ràng bàn thua mà chúng tôi phải nhận khi Declan Rice lập công là bất hợp lý bởi trước đó Johnny Evans đã bị phạm lỗi. Cầu thủ Arsenal phạm lỗi rất rõ. Man United đã chơi hay, nhưng mọi quyết định đều chống lại chúng tôi. Về cơ bản, chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra khó chịu với các quyết định của trọng tài sau khi Man United thất thủ 1-3 trong chuyến làm khách tại Emirates. Chưa bàn đến tính đúng sai trong công tác của tổ trọng tài. Rõ ràng việc bị đối thủ quật ngã khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây là trải nghiệm chẳng hề dễ chịu gì với vị thuyền trưởng của Quỷ Đỏ. Mùa giải trước, Man United cũng trắng tay rời Emirates sau khi nhận bàn thua ở phút 90. Cơn ác mộng ấy một lần nữa tái hiện. Một vòng lặp xảy ra khi Man United luôn là đội bóng có bàn thắng trước, nhưng rồi không thể bảo toàn được lợi thế, sau cùng nhận lại những cú hồi mã thương, chết chóc từ pháo thủ. Nói về bước ngoặt lớn nhất của trận đấu thì đó chắc chắn phải là bàn thắng được xác định trong tư thế việt vị của Garnacho. Ở tình huống này, sự thông minh và tỉnh táo của trung vệ Gabriel Magalhães với pha bóp phanh khét lẹp chính là điểm nhấn để cứu rỗi những trái tim run rẩy của các Gunner, trong khi chờ quyết định chính thức được đưa ra từ trọng tài Anthony Taylor. Mọi thứ có thể đã đảo chiều nếu bàn thắng của sao trẻ người Argentina được công nhận. Lúc ấy khả năng cao Man United đã kéo sập pháo đài Emirates và hùng dũng ra về với 3 điểm trọn vẹn. Điều này đồng nghĩa rằng sẽ chẳng có hai bàn thắng muộn của Declan Rice và Gabriel Jesus, cũng như phút giây bùng nổ khiến mọi con đường hướng về 75 Brighton Park tắc nghẽn vì sự phấn khích của các Gunner. Ở một thế giới song song nào đó, Arsenal thất thủ 1-2 ngay tại sân nhà trước Man United, nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Rơi xuống khu vực giữa bảng xếp hạng và nhận về vô vàn sự hoài nghi về sức mạnh của đội bóng đã bạo chi bậc nhất châu Âu ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023. Thế nhưng bóng đá vốn không có chỗ cho chữ nếu. Bỏ qua những tranh cãi không ngớt từ dư luận, pháo thủ đã bước vào kỳ nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia đầu tiên của mùa giải với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, bám sát nhóm dẫn đầu với 10 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên đây rõ ràng chưa phải một phiên bản Arsenal đủ tốt trong mắt người hâm mộ, cũng như trong chính nội bộ đội bóng mà ông Mikel Arteta dẫn dắt. Bản thân chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bày tỏ rõ quan điểm trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp Manchester United, khi được một phóng viên đặt câu hỏi rằng liệu Arsenal đã tiến gần với cấp độ mà anh mong muốn hay chưa bằng câu trả lời dứt khoát, không hề. Gần cũng chưa bao giờ. Và sau khi theo dõi cuộc tư hùng với Man United, cảm nhận đó hoàn toàn đúng. Martin Odegaard và các đồng đội may mắn khi được chơi trên sân nhà trong cuộc đấu đầu với đội bóng đầu tiên trong nhóm Big Six, bất chấp việc tràn lên tấn công, gây sức ép ngay từ những phút đầu trận đấu, thế nhưng khi bàn thắng còn chưa đến, Arsenal đã phải nhận trái đắng. Arsenal thủng lưới ở phút 27 sau tình huống tấn công gần như đầu tiên của Man United. Đó chính xác là một pha chớp cơ hội phản công sắc sảo của đội khách. Chỉ mất một đường truyền và hai nhịp chạm bóng, khung thành của Arsenal đã rung lên. Kai Havertz dĩ nhiên là tội đồ với đường truyền ngang hời hợt, tuy nhiên hàng phòng ngự của Arsenal cũng thiếu tỉnh táo và dứt khoát trong việc theo kèm Marcus Rashford người nhận bóng từ đường chọc khe của Christian Eriksen, thực hiện pha bứt tốc hơn 50m trước khi cứa lỏng mẫu mực đánh bại thủ thành Aaron Ramsey. Ở bàn thua này, William Saliba cũng có một phần trách nhiệm khi quá chậm chạp trong việc phán đoán tình huống. Trung vệ người Pháp bị hút theo đà di chuyển của Rashford trong tình huống mà Ben White đã theo sát tiền đạo người Anh. Trước Fulham, Arsenal cũng nhận bàn thua tương tự ngay phút đầu tiên của trận đấu, cũng từ một đường chuyền lỗi của Bukayo Saka. Thủng lưới 4 bàn sau 4 vòng đấu đầu tiên, đó là một điểm trừ với đội bóng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh song phẳng chức vô địch với Manchester City và Liverpool ở Premier League năm 2023 đến năm 2024. Vậy câu chuyện đằng sau 4 bàn thua mà Arsenal phải nhận là gì? Sự thật là lối chơi của Arsenal đang bị bắt bài. So với chính họ cách đây 1 năm, các đối thủ dành cho họ một sự tôn trọng lớn hơn, đồng thời cũng bỏ nhiều thời gian hơn để nghiên cứu lối chơi mà Mikel Arteta xây dựng. Điểm mạnh của Arsenal mùa trước là việc họ rất giỏi trong việc luân chuyển bóng với một hàng phòng ngự dâng cao và sự cơ động của hàng tiền vệ. Sự xuất hiện của Oleksandr Zinchenko giúp lối chơi của đội bóng áo đỏ trắng trở nên thanh thoát hơn. Họ tận dụng tốt khu vực hành lang trong với những pha thoát xuống dứt điểm của bộ ba Martinelli, Odegaard, Saka. Bộ ba này đã đóng góp tổng cộng 44 bàn thắng, chiếm tỷ lệ 50% tổng số bàn thắng toàn đội. Ngay với một cầu thủ rất hiếm khi ghi bàn như Granit Xhaka, cũng đóng góp 7 bàn thắng và 7 pha kiến tạo khi được chơi trong một hệ thống hoàn toàn mới. Tuy nhiên, sang đến mùa giải năm nay, cả 4 đội bóng đối đầu với Arsenal đều đã sử dụng khối đội hình lùi sâu, chấp nhận nhường thế trận thay vì lựa chọn lối chơi đôi công. Họ tập trung thu hẹp khoảng trống dứt điểm phía trước khung thành, tận dụng tối đa những tình huống phản công vào ngách trung lộ khi Saliba đơn độc trong hàng thủ 3 người, thiếu sự hỗ trợ từ hai trung vệ có xu hướng giạt cánh để hỗ trợ lên bóng. Trong trận đấu với Man United,
Đoàn quân Erik ten Hag gần như đã đạt được mục đích với việc cầm hòa Arsenal đến tận những giây phút cuối cùng của trận đấu. Bàn thắng của Rashford và pha lập công hụt của Zheinacho đến như một sự tính toán tỉ mỉ. Tất nhiên, Arsenal là đội chơi tốt hơn và hoàn toàn xứng đáng với một chiến thắng. Nhưng như đã nói ở trên, Man United dù phải chơi trong thế cửa dưới, tuy vậy Quỷ Đỏ cũng đã có những giây phút có thể định đoạt trận đấu. Khả năng hòa nhập tương đối chậm chạp của Havertz ở vị trí số 8, lệch trái cũng là một điều đáng báo động. Tiền vệ người Đức đang là mắt xích lạc lõng nhất trong đội hình của pháo thủ. Havertz bỏ lỡ cơ hội vàng để dứt điểm trước khung thành Andre Onana, đồng thời chưa tạo ra điểm nhấn trong các tình huống phối hợp và lên bóng cùng đồng đội. Ở một góc độ khác, Arsenal đang không tận dụng tốt cơ hội từ các tình huống cố định. Thống kê từ Footstat cho thấy, Arsenal là đội sở hữu nhiều tình huống cố định nhất sau 4 vòng đấu đầu tiên, với 46 tình huống, 36 phạt góc, 10 đá phạt. Thế nhưng pha lập công của Rai mới là bàn thắng đầu tiên của họ tại Premier League năm 2023 đến năm 2024 xuất phát từ một tình huống, bóng chết. Con số này với Manchester City và Liverpool đều là 3, bất chấp họ sở hữu ít cơ hội hơn pháo thủ. Rõ ràng cách bố trí nhân sự của Arsenal trong các tình huống cố định đang gặp vấn đề, kể cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Trước Fulham, mọi chuyện tưởng chừng đã được an bài sau khi Nketiah nâng tỷ số lên 2-1 và Arsenal được chơi hơn người trong 10 phút cuối trận. Để rồi pha ghi bàn của Joao Palhinha từ tình huống phạt góc đã giúp Fulham ra về với một điểm. Đó cũng là lần đầu tiên Arsenal mất điểm ở mùa giải này. Hơn lúc nào hết, trợ lý Nicola Jover sẽ còn nhiều việc phải làm với dàn nhân sự từng tạo ra rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ từ bóng chết ở mùa giải trước. Về cơ bản, chiến thắng kịch tính trước Man United chưa xóa nhòa được những cảm xúc lo lắng trong mắt các Gunners. Nếu muốn đua đường dài với cỗ máy hủy diệt Manchester City, huấn luyện viên Mikel Arteta cần giúp các học trò cải thiện nhiều điều. Nên nhớ rằng một chiến thắng kịch tính sẽ giúp cảm xúc toàn đội thăng hoa, thế nhưng Arsenal không thể sống mãi bằng cảm xúc được. Họ bằng cách nào đó phải thi đấu lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Đó mới chính là hình bóng mà một nhà vô địch thực thụ cần có.